Vâng, xin chào tất cả các bạn, tôi là Sơn. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết một cái chương trình để liệt kê các hoán vị thì theo cái một cái thứ tự từ điển thì đề bài là như sau. Họ sẽ cho mình một ví dụ, một cái số N bằng 4 chẳng hạn thì mình phải liệt kê ra các cái hoán vị của nó với một cái quy tắc là hoán vị sinh ra sẽ phải lớn hơn hoán vị hiện tại và là hoán vị vừa đủ lớn hơn hoán vị hiện tại theo định nghĩa không thể có một hoán vị nào khác chen giữa chúng khi sắp xếp theo thứ tự. Tôi sẽ để ví dụ, ví dụ là tôi nhập vào số 3 chẳng hạn Nhập n vòng 3 nhé Đó Thì cái đầu tiên, cấu hình đầu tiên sẽ là 1, 2, 3 chờ. Và cái cấu hình tiếp theo mà phải vừa đủ lớn hơn cái cấu hình hiện tại Nhưng mà vẫn phải sắp xếp theo cái thứ tự từ điển đúng không Này là 1, 2, 3 đúng không Thì cái cấu hình tiếp theo của nó sẽ là 1, 3, 2 đúng chưa Đó cái cấu hình như vậy thì được gọi là cái cấu hình vừa đủ lớn hơn đây các bạn thử xem nó không có một số nào mà có thể chỉ còn số này có thể lớn hơn và là lớn hơn mà cái khoảng cách ít nhất đúng không thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái bài này như sau ờ thì tôi sẽ nói qua về giải thuật tôi không vòng vo và nói qua về giải thuật luôn thì giải thuật của cái bài này như sau ví dụ tôi có cấu hình đầu tiên là một cái dãy tăng dần đúng không cấu hình đầu tiên bao giờ cũng là một dãy tăng dần mà là 1 2 3 4 này. Chờ, như đề bài cho ấy. Này. Liệt kê các hoán vị 1 2 3 4 theo thứ tự từ điển đúng không? Thì đầu tiên là cái 1 2 3 4 đã được rồi. Đó. Tiếp theo này. Cái giải thuật của cái giải thuật này như sau. Tôi sẽ duyệt từ cuối lên đầu và tôi xác định cái đoạn nào đoạn cuối nào mà nó tăng dần à nó giảm dần dài nhất nhá. Nhảy duyệt từ cuối lên đầu xác định cái đoạn giảm dần dài nhất ở đây ví dụ là 1, 2, 3, 4 thì nó không có cái đoạn nào giảm dần đúng không? Thế nhưng mà bây giờ tôi sẽ thử ví dụ nhá 1, 2, 1, 2, 4, gọi là 4, 3 đi. Đó. Thì như vậy là đoạn cuối giảm dần như thế nào? Xác định được của cái vị trí của cái đoạn cuối giảm dần ấy. chưa? Đây. Có phải là 4 này, 3 này giảm dần đúng không? Hoặc là tôi sẽ mới lấy một cái ví dụ nữa là 3 này. 4, 2, 1 thì có phải đoạn cuối giảm dần dài nhất thì có nghĩa là duyệt từ cuối đến đến đây là đoạn cuối đầu đoạn cuối đúng không đầu đoạn cuối giảm dần này bởi vì sang đây là tăng rồi đúng không thì đến trên đây này nó đang giảm dần này 4 này xong cái 3 đúng không? giảm dần thì đầu của đoạn này là đầu đoạn giảm dần đúng không dài nhất đúng không trong cái đây cho tôi sẽ tô màu đây. đây là đoạn giảm dần nhá cho chưa số 3 này là số liền trước của cái đầu đoạn giảm dần liền trước của đầu đoạn giảm dần là cái số đây là đầu đoạn giảm dần tôi đánh dấu ở đây nhá Số 3 là số liền trước Ngay trước đứng ngay trước cái đầu đoạn giảm dần đúng không Đó Đây này Số 3 này Đứng ngay trước đầu đoạn giảm dần này Thì cái hoán vị tiếp theo sẽ là tìm như thế nào Thì ta làm công việc là đi đổi chỗ chưa Ta đổi chỗ này 3 Với cái số mà nhỏ nhất Ở trong cái dãy này mà lớn hơn chính nó Lớn hơn cái số 3 này Ví dụ ở trong cái dãy này đúng không Ta tìm số nào Nhỏ nhất trong đây trong cái dãy màu vàng này nhưng là phải có điều kiện là lớn hơn số 3 này chưa ta đổi chỗ hai số đó cho nhau thì có phải là trong bài này thì là tôi sẽ đổi như này đúng không đây như ở bài này thì tôi sẽ đổi 3 với 4 đây là 4 này đây là 3 đúng không sau đó ta làm gì sau đó ta sắp xếp cái dãy này tăng dần đó sắp xếp cái dãy từ đây đến đây tăng dần thì sắp xếp như nào thành 1 2 3 đúng không thì như vậy đây chính là cái hoán vị tiếp theo Bây giờ tôi sẽ đi code nó như thế nào Ok chỉ đầu tiên là khai báo thư viện nhá iOS Ok Tôi viết cái hàm main Thì bây giờ tôi sẽ đi viết một cái hàm để đổi chỗ Thì tôi sẽ tận dụng lại luôn cho Tôi đặt tên nó là swap đi Đưa cho nó hai số cái hàm này chỉ có chức năng là đổi chỗ thôi mà tôi sẽ khai báo một cái biến gọi là trung gian chưa ừ, trung gian bằng x x bằng y và y bằng trung gian đó thì đây là một cái hàm đổi chỗ thôi hết sức bình thường thì bây giờ tôi sẽ viết một cái hàm để in ra cái cấu hình chưa in cấu hình đưa cho nó một cái mạng này Tại sao đây tôi lại y nhỏ hơn bằng L bởi vì là Nãy giải thuật là như này đúng không Thế bây giờ Tại sao mà tôi muốn in nó ra Thì có phải là đây nó là cái dãy tăng dần có phải là 1, 2, 3, 4 đúng không Thì có phải là số 0 đây nữa đúng không Thì là tôi phải là bằng 1 chạy đây đây đúng không Còn số 0 này để làm gì Số 0 này nó không liên quan đúng không? Nên là tôi sẽ bởi vì đề cho này. Đó, hoán vị của 1 2 3 n theo thứ tự từ điển đúng không? Thì số 0 này tôi sẽ có cái nhiệm vụ là để dừng lại cái vòng nạp. cho Tôi sẽ làm việc với nó sau. Đây. Bây giờ tôi in ra cái cấu hình đầu tiên có phải là in ra từ 1 đến n đúng không? Thì phải nhỏ bằng một nhỏ bằng n đúng không? Tôi CL ra. Siêu là cái AI thôi, cách nhau bởi một khoảng khoảng tab đi. Đó. Thế bây giờ tôi sẽ viết thêm một cái hàm để khởi tạo cái cấu hình ban đầu. Khởi tạo ban đầu nha. Cấu hình ban đầu có phải là tăng dần theo không? Ví dụ như một hai ba bốn đúng không? Hay là một hai ba bốn năm sáu vậy đúng không? Đó phải đưa nó cái bảng A này. này. Thì tôi sẽ for int I bằng 1 nhỏ bằng y cộng cộng. Và i thì bằng y đúng không? Đó. Như vậy là tôi đã khởi tạo được cái ban đầu rồi. Thì bây giờ họ cần phải lẽ tôi đã có phân tích thì sẽ cần phải sắp xếp cái dãy này nó tăng dần đúng không? Sau khi đổi chỗ xong rồi thì ta sẽ sắp xếp cái dãy này tăng dần từ đây thì ta phải viết một cái hàm để tăng dần đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ viết các bạn có thể sử dụng um, nhiều cái loại sort khác nhau, có rất nhiều loại sort. Ví dụ như là um, bubble sort, quick sort hay là insertion sort hay là có một um, cái hàm nó hỗ trợ cái việc sắp xếp cho. Tôi sẽ dùng một cái hàm à mà thôi, tôi sẽ tự viết nhá. Để nó đơn giản nhiều các bạn có thể hiểu được thì tôi sẽ dùng cái sort dễ nhất để cho các bạn đỡ phức tạp được chưa? tôi sẽ viết một cái hàm đây gọi là hàm sắp tăng tôi đưa cho nó một cái mảng cho n và cái vị trí tôi muốn sắp xếp từ đầu đến cuối mà bởi vì đây ở bài này ta chỉ cần phải sắp xếp từ một cái vị trí nào đó đến cuối thôi mà thế nên là tôi sẽ đưa cho nó cái vị trí này mà nó sắp đến cuối luôn đây tôi sẽ sắp xếp này voi uh, à nhầm pho INT này Y bằng cái gì bằng vị trí Đây là vị trí nhá nhầm Vị trí Y nhỏ hơn N 1 Ờ nhỏ hơn N thôi Y cộng cộng Phỏ tiếp Z bằng Z à, bằng Y cộng 1 Z nhỏ hơn hoặc bằng n đây cũng nhỏ chấm phải y là cộng cộng cái này là cái bắp của sót thôi mà không có gì ok nếu mà sao nếu mà ai chờ nếu mà... lớn hơn a à, g thì ta làm gì thì ta đổi chỗ đúng không ta gọi lại cái hàm đổi chỗ ban nãy cái hàm tôi viết này này swap đưa cho nó cái gì đổi chỗ cái gì đổi chỗ ai và aj đúng không ai vậy a g đó đây cái hàm đổi chỗ đấy nhá như truyền tham chiếu ấy các bạn nhớ không sai đấy ok như vậy là tôi đã vừa viết xong cái hàm sắp xếp tăng thì bây giờ tôi sẽ có một cái mảng cho tôi có một cái mảng gọi đặt nó là a đi khoảng 100 phần tử đi và một cái số n đó tôi để toàn cục đi không thì các bạn cũng có thể để cho nó cục bộ trong màn cũng được không sao để đâu mình sẽ được Thôi. tôi nhập vào n đúng không yêu cầu nhập vào n xin vào n rồi đầu tiên thì ta phải gọi cái hàm khởi tạo đúng không hàm khởi tạo ban đầu này khởi tạo ban đầu ấn can sân cách nó không ra nhỉ đưa cho nó bằng A và N được chưa khởi tạo ban đầu rồi thì tôi sẽ in ra in in gì nhỉ in cấu hình đúng không in cấu hình để in ra cái cấu hình ban đầu là một là tăng dần đấy được cho tôi đưa cho nó cái hàm in cấu hình này thì nó cần A và N đúng không đó đây là in là cấu hình ban đầu chỉ còn những cái cấu hình sau thì ta sẽ làm suy ra được từ cấu hình ban đầu đúng không? thì đây bây giờ tôi sẽ cho một cái vòng for nó lặp liên tục nó lặp đến bao giờ mà in hết hoán vị thì thôi, chưa? thế nên tôi sẽ để nó luôn đúng, chu. các bạn có thể là để một đấy được, cho tôi thích chu màu xanh chó đẹp, hả? thì bây giờ như thế nào? như ban nãy ta phân tích đúng không? duyệt từ cuối này lên đầu cho tìm cái đầu đoạn giảm từ cuối lên dài nhất được chưa đầu đoạn giảm này đây có phải giảm đúng không giảm này đó thì tìm cái vị trí này như nào có phải là giảm là như thế nào ta phải cuối có phải là cái này đúng không nhỏ hơn cái này đúng không cái này nhỏ cái này đúng không nhưng mà từ đây cái này lại thấy cái này nó khác hơn đúng không đó cái vị trí trước này nó nhỏ hơn cái vị trí nếu mà tôi gọi đây là vị trí thứ y nhá đó Thì đây sẽ là y 1 đúng không Y 1 Bởi vì mảng của chúng ta bắt đầu từ đây mà 0, 1, 2, 3 mà Đúng không Đây là y thì đây sẽ là y 1 Đó Nếu mà y 1 mà nhỏ hơn y Thì có phải là kết thúc nó đoạn này đúng không Nếu mà 3 nhỏ hơn 4 Thì có phải là đã kết thúc cái đoạn Giảm này rồi đúng không Đó Nếu mà Y này À nếu mà nhá À tôi sẽ duyệt từ cuối nhỉ Quay mất duyệt từ cuối đúng không Thì tôi sẽ khai báo một cái biến là y đi Tôi khai báo nó bên trên ngoài cái vòng này để tôi lấy lại cái giá trị y của nó mà Y thì bằng gì? Y bằng n đúng không? Y mà lớn hơn không Đó Thì y Trừ trừ duyệt từ cuối lên nhá Đây. À, duyệt từ cuối lên Đó. Nếu mà làm sao Nếu mà tôi sẽ cho nó trong ngoặc đi. Được chưa? Nếu mà y bằng bằng 1 thì di tên 0. À, tại sao chỗ này lại thế? Nếu mà y bằng bằng 1, di tên 0 có nghĩa là như thế nào? Thế bây giờ nhá, cái dãy này nó tăng dần rồi thì sao? Đúng không? Cái dãy này nó phải là từ cuối đúng không? Ví dụ em tôi cho n bằng 5 đúng không thì nó sẽ là 5 4 3 2 1 đúng không? Được chưa? này nó sẽ là ở đây đúng không một này hai này ba này bốn đúng không duyệt từ cuối lên nó sẽ là bốn ba hai một đúng không nếu mà nó bằng một thì có nghĩa là ta đã ta dừng luôn bởi vì nó từ cuối đến đầu mà mà không có cái dãy nào tăng đấy chưa nếu mà nó khác một thì tôi sẽ cho thêm một cái if khác đây tôi sẽ viết lốt và tôi giải thích cho các bạn nếu mà làm sao nếu mà này Cái AI Trừ một Nhỏ hơn AI Đó lẽ mình phân tích rồi đúng không AI trừ một nhỏ này thì sao Thì ta break Break ra để làm gì Để lấy cái giá trị Y này Chưa Đây bây giờ tôi sẽ phân tích cái đoạn này Như thế nào Tại sao y bằng 1 thì di tơn không, di luôn, di tơn không có nghĩa là nó kết thúc cái hàm men này luôn. Đó, thì ta sẽ duyệt từ cuối đến đầu các bạn thấy đúng không nếu mà sao nếu mà đây là vị trí một đúng không này một này, này chưa nếu mà cái dãy này ấy, nó là dãy giảm dần rồi ấy nó sẽ không bởi nếu mà chỉ có một cái trường hợp là dãy này nó giảm hết rồi thì nó mới sẽ không rơi vào cái ít thứ hai của tôi thôi nếu mà nó là bốn ba hai một như này này thì có phải cái này, này không thỏa mãn đúng không không thỏa mãn không thỏa mãn không thỏa mãn đúng không đó nó rơi vào nó sẽ không rơi vào cái ít hai đúng không mà nó đã về một rồi đúng không thì có phải là cả cái dãy này mục đích của cả cái đoạn này này là để làm gì mục đích của đoạn này này đây là tôi sẽ comment này duyệt từ cuối lên cho nếu duyệt hết mà dãy này giảm hết rồi thì làm sao thì thoát ra cho vì nó là cấu hình cuối rồi đó chưa có phải là bây giờ họ yêu cầu mình một hai ba bốn đúng không thì cái cấu hình cuối nó sẽ là bốn ba hai một đúng không bốn ba hai một đó thì bây giờ nó đã là bốn ba hai một rồi thì làm sao mà phải in nữa thôi dừng thôi đúng không đó thì còn nếu không thì sao còn nếu mà ví dụ như nó là bốn hai ba một chẳng hạn chưa thì đây thì tôi sẽ break mục đích ở đây để cho y nó không thay đổi nữa này để cho nó giữ lại cái vị trí của y đúng không đó thế bây giờ mà giữ lại được cái vị trí của y rồi thì tôi làm gì như ban nãy tôi phân tích đấy có phải là tìm ra cái đầu đoạn này đúng không và cái vị trí liền trước của nó đúng không rồi sau đó đổi chỗ cái số liền trước của nó này với cái số nhỏ nhất trong cái dãy này mà lớn hơn số nền trước này được chưa? Thì như thế nào? Thì đấy thì bây giờ tôi làm tiếp thôi. Rồi, tôi duyệt tiếp. Duyệt từ cuối, chưa? Tôi chọn là gì đi. N chứ Đến cái vị trí đầu đoạn đó để tìm cái số nhỏ nhất. Bởi vì các bạn để ý là bởi vì nó đã được sắp xếp bởi vì bản chất của cái dãy này nó đã được sắp xếp là giảm rồi đúng không? Bởi vì ta đi tìm cái dãy giảm thôi mà có phải là nếu mà ở đây là có là ba đi nữa ở đây là ví dụ 6 đi thì có phải là cái này giảm đúng không ta chỉ tìm từ cái chỗ giảm này thôi đúng không bởi vì nó được sắp xếp giảm dần rồi đúng không thế nên là ta sẽ chỉ duyệt từ cuối đến, nếu gặp số nào lớn hơn thì ta lấy luôn đúng không thế nên là ta sẽ không cần phải có một cái đây y này ta sẽ không phải cần tìm min max gì hết bởi vì bản chất nó đã sắp xếp rồi đúng không một dãy sắp xếp ví dụ bây giờ một dãy mà sắp xếp tăng chẳng hạn thì có phải là số cuối cùng có phải là số lớn nhất đúng không đó, thì bây giờ dãy này sắp xếp giảm đúng không? Thì ta sẽ lấy từ cuối lên thì sẽ, ta sẽ được cái số mà nhỏ nhất Nhưng mà ta sẽ thêm một cái điều kiện nữa chưa? Thế nên điều kiện gì thì tôi sẽ viết sau ở đây Tôi sẽ viết ngay sau đây đây Bây giờ mà di mà lớn hơn này Bằng y đúng không? Duyệt từ cuối này đến cái vị trí đầu đoạn đó được chưa? Thì di trừ trừ Nó ta duyệt ngược Nếu mà làm sao? Nếu mà có một cái số Nếu mà có một cái số a à, z nào đúng không? lớn hơn lớn hơn cái gì lớn hơn cái y trừ một y trừ một là cái số liền trước ngay của cái số ai đúng không đấy tôi nói này đây là y thì đây là y trừ một đúng không nếu mà trong cái dãy này duyệt từ cuối lên bởi vì dãy này nó sẽ là tăng ở nha ví dụ đây tôi là năm này à, là năm thì không được đây là hai đi cho tôi duyệt từ cuối lên đó, bởi vì dãy này sắp xếp nó giảm dần rồi đúng không? À nó đúng rồi, này giảm dần rồi đúng không? Thế nên tôi duyệt từ cuối lên tôi sẽ tìm được đây là min đúng không? Nhưng mà tôi cần cái min nào mà nó lớn hơn cái số này cơ thì tôi duyệt tiếp đây ba đúng không? Thì sau đó tôi đổi chỗ số này và số này hai số này cho nhau đúng không? Đó, thì đây. Thì đây là a G đúng không? A z lớn hơn a z y 1. Thì làm sao? Nếu mà cái trường hợp này xảy ra có một cái số như thế thì ta đổi chỗ đúng không? đổi chỗ cái okay, lấy là cái hàm swap này chưa đổi chỗ a az và ai trừ một y trừ một đó đây là đổi chỗ nhá ok đổi chỗ sau khi đổi chỗ xong người ta làm gì ta sắp xếp cái dãy đấy sắp xếp cái dãy này tăng dần đúng không tăng dần này một hai ba đúng không tăng dần sắp xếp từ đâu đây là y đúng không thì ta sắp xếp từ y đến hết được chưa thì tôi sẽ gọi lại cái hàm là hàm sắp tăng à, tôi có cái hàm sắp tăng đúng không sắp tăng hàm sắp tăng này chưa sắp tăng thì tôi đưa cho nó cái a cái n và cái vị trí thứ y sắp tăng từ vị trí thứ y đến hết được chưa đó sau khi sắp tăng thì tôi in cấu hình cho in cấu hình cấu hình cái hiện tại đúng không in xong thì tôi break khỏi cái vòng lặp này để nó quay lại lên trên cái vòng ngoài nó làm tiếp, chưa? đến khi nào mà nó gặp được cái cấu hình, cấu hình kiểu như là cái cấu hình cuối cùng rồi thì nó sẽ di tơn về không được chưa? thì đó, thì bây giờ tôi sẽ chạy thử cái chương trình này cho các bạn xem. tôi nhập là vòng 3 nhá. ờ, tại sao nó in trên cùng một hàng này? tôi xin lỗi, tôi sẽ cho nó in không cách nhau nữa in ra y thôi chưa tôi sẽ cho nó một cái ni vào đây để mỗi một cấu hình ấy nó cách nhau ở một dấu xuống dòng nhá này ba này ờ tại sao mà nó bị thiếu đúng không ở đây tôi sẽ xem tại sao mà nó thiếu nó bị lỗi ở đâu ta ừ uhm. À đây 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 nó phải là Y cộng 1 Ok Đây là cái sắp xếp Ok Đó thì cái hàm sắp xếp này của tôi có vấn đề Đây Thì giờ tôi sẽ chạy lại nhá Ví dụ bằng 3 này Đó Đúng rồi nhá Tôi thử bằng 4 Tôi so kết quả với Đáp án đề bài nhá Này Các bạn thấy chưa 1, 2, 3, 4 đúng không 1, 2, 4, 3 này 24 này. 4 lại. Ok, như vậy là đã, đã đúng rồi nhá. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem.